Đây là cá nục kho cà chua và kho sao để cho cá không bị tanh cũng như là vị vừa ăn. Bây giờ thì nếu anh chị em và các bạn thích làm món này, mình sẽ bắt đầu vào bếp và cùng làm với Bình Quyên nha. Cá nục người ta còn gọi là cá mặt ra là ở đây một cái bao như thế này là Bình Quyên mua 2 kg, nó có từ 4 đến 7 con, có cả đầu nè. Đây là hai con cá đông lạnh, mình sẽ để ở đây trong vòng khoảng 10 phút. Mình không để lâu, mình để sao cho lúc mà mình lấy ra thì cá này nó vẫn còn hơi hơi cứng, nó không được quá mềm và cũng như là không được quá cứng, bởi vì quá cứng khi mình rửa thì các cái tinh thể đá ở trong cá này nó phá vỡ cái tế bào trong đây, nó làm cho cái cơ thịt cá nó bị xé rách ra và nó chảy những cái chất ngọt ở trong đây ra. Do đó mà mình nên rửa cá lúc mà nó hơi mềm. Nó sẽ chia sẻ lại cái cách rửa sao cho cái này nó không có bị tanh. Bởi vì có một số chị, một số bạn không ăn được cái cá do là cho rằng nó tanh. Nhưng mà hôm trước thì sau khi Bình Quyên chia sẻ xong thì một số chị có những cái phản hồi là đó là từ nhỏ đến giờ không có dám ăn cá, nhưng mà từ khi Bình Quyên chia sẻ xong thì làm, thì sau đó thì ăn rồi cảm thấy là tự nhiên sao mà nào giờ mình để bỏ qua một cái món ngon, món bổ như thế này. Và cái đầu cá thì ai không thích thì bỏ ra, nhưng mà cái đầu cá này ăn một chút mình kho nó mềm nên ăn rất là ngon. Hôm trước cũng có nhiều chị, nhiều bạn hỏi Bình Quyên cách vệ sinh làm sao cho cái bồn nó sạch. Thì thường sau mỗi ngày mình nấu xong thì Bình Quyên vẫn hay dùng cái baking soda. Baking soda nó là một cái dạng muối mình pha với lại giấm và mình cho vào trong cái bồn mình ngâm. Mình ngâm khoảng 5 phút, 10 phút. Sau đó thì mình rửa. Bình Quyên vẫn hay rửa cái nước nóng từ vòi 60 độ. Bây giờ thì mình sẽ cho vào đây giấm để rửa. Thường là Bình Quyên sử dụng cái giấm rửa cá cũng như là muối. Bởi vì giấm với muối nó có cái tác dụng sát trùng đó, nó sát khuẩn nhẹ. Vậy đó, mình làm như thế này để cá nó không bị tanh. Mình dùng tay mình đẩy nó ra. Đây, mình đẩy nó ra này để cho nó tróc cái đen này ra nha. Mình lột nó ra hết sạch sẽ thì lúc mà mình rửa sạch thì cá nó mới không có bị tanh. Cá sau khi mình rửa xong, mình sẽ dùng cái khăn giấy làm bếp mình thấm cho khô. Mình sẽ cắt ra thành 4 khúc. Hai con như thế này là 800 g. Và Bình Quyên lưu ý khi mà mình cắt cá thì cá lúc này nó vẫn còn hơi cứng. Sau khi mình cắt như thế này rồi thì mình sẽ để cho nó hơi mềm ra một chút. Đây là nguyên liệu mình kho cá, đó là cà chua. Và để cho cái màu nó được đỏ đẹp thì thưa mình nên mua cà chua đỏ, thật là đỏ, đỏ rực như thế này. Mình sẽ bỏ cái đầu cà chua ra nè. Để sau đó thì cắt làm tơ, tùy thước cà chua to hay nhỏ mà mình cắt nha. Ớt thì mình có thể cắt khoanh. Nếu mà để cho ngon, cho đẹp hơn thì mình cũng có thể dùng cái cối. Mình giã ra, giã cùng với tỏi, cối. Mình giã cái tỏi nè, cả cái củ hành cũng như là cả cái ớt lên cho vào trong chảo. Hoặc là nếu mà mình có cái nồi đất hay là có cái nồi bình thường inox mình kho cũng được luôn. Cho vào trong đây một muỗng canh nước, sau đó thì mình khuyên cho tiếp một muỗng canh đường. Đây là đường cắt vàng, thường là mình thắng cái màu caramel đó, thì mình khuyên nghĩ là mình nên sử dụng cái đường cắt vàng thì cái màu này nó lên nó đẹp hơn. Chờ cho cái đường này nó lên màu nha. Và mình sẽ để lửa nhỏ, từ từ nhìn vào trong chảo mình thấy nó như thế này, nó giai đoạn này nó lên màu rất là nhanh. Mình khuyên cho vào đây 2 muỗng canh dầu. Dầu thì thường thường mình không nên ăn một loại dầu, thỉnh thoảng thì dầu này, thỉnh thoảng dầu kia. Bây giờ mình khuyên tắt lửa nè và chờ cho một chút xíu cho dầu nó nguội bớt, bởi vì nếu mình cho liền cá vô nó làm một cái xèo nó văng đầy bếp, nó dơ lắm. Rồi, chảo hơi nguội, mình sẽ cho cá vô nè. Lưu ý là khi mình kho cá hay là kho thịt để cho nó ngon thì mình chỉ nên để một lớp thôi, mình không có để chồng chồng lên, bởi vì nếu để chồng lên thì lớp dưới nó thấm còn lớp trên nó lại chưa có chín, rồi mình lại đảo đảo thì nó sẽ nát. Cho tới tỏi, hành cũng như là ớt mình khuyên vừa giã lúc nãy vô.
Nếu mình có cối thì cũng có thể xay, nhưng mà thường mình khuyên thấy mình nên giả để cho nó nát hơi như thế này thôi, không cần xay nát thật là nát đâu. Mình mở lửa trung bình thôi và mình trở cá lại. Mình mở lên và mình trở lại cho nó cái lớp màu nó thấm vào trong cá cho nó thơm nha. Thực ra thì cái nước màu này nè, nó làm cho cá không có bị tanh nữa. Và nó vừa làm đẹp mà vừa làm cho cá không bị tanh. Rồi bây giờ mình khuyên lật qua. Đó, nhìn vào mình thấy nó hơi lên màu rồi. Mình sẽ chiên khoảng trong vòng 2 đến 3 phút mỗi mặt như thế này. À, cũng như khi mình chiên thì cái hành với tỏi nó làm cho cá nó thơm, và món cá kho cà nó hợp với lại tỏi, hành và ớt nhiều, do đó mà mình nên cho nhiều. Sau 2 phút thì mình sẽ trở lại nha, và 2 phút sau thì mình cũng chiên xong bên kia. Sau khi chiên xong thì mình Khuyên sẽ chia sẻ tiếp nè. Trong lúc mình chiên cá bên kia thì mình sẽ pha cái hỗn hợp gia vị để mà mình kho cá nè. Đầu tiên mình Khuyên sẽ cho nước mắm vào. Mình Khuyên đang sử dụng nước mắm ngon Phú Quốc 40 độ đạm. Mình cho vào đây 3 muỗng canh nước mắm. Thì hôm nay mình làm 800 g cá. 3 muỗng canh nước mắm như thế này nó khoảng 25 ml. Lượng đường sẽ bằng 1/2 lượng nước mắm, có nghĩa là 1,5 muỗng canh đường. 1,5 muỗng canh đường thì nó bằng 1 tablespoon. 3 muỗng canh nước mắm thì bằng 2 tablespoon. Tiêu sẽ giã nhỏ sơ ra thôi, mình không có cho cái tiêu mà nhuyễn quá thì nó mất ngon. Sẽ cho vào đây thêm nước. Cái lượng nước mà mình Khuyên cho vào là 8 cái muỗng canh như thế này. Một cái muỗng canh thì thường là 6-8 ml. Rồi mình Khuyên cho khoảng 8 muỗng canh. Bây giờ thì mình trộn cái hỗn hợp này và mình chuẩn bị cho vào trong cá kho nha. Mình sẽ đẩy cá qua một bên nha. Đẩy qua một bên như thế này. Mình cho cà chua vô và mình sẽ xào hơi hơi cho cà chua này nó lên màu cho nó đẹp. Mình xếp cho cà chua nó nằm xung quanh cá hết nè. Bởi vì trong chảo cá có dầu, do đó mình không cần xào cà chua kỹ lắm. Mình chỉ cần để cho nó nằm ngay ngắn lại thôi. Mình cho vào, mình lưu ý khi mình cho vào nè, thì mình thấy nó khoảng một nửa như thế này, một nửa chảo nước. Đậy nắp lại và mình sẽ kho ở đây trong vòng khoảng 10 phút. Sau 10 phút thì mình quay trở lại, mình lật ngược cái cá lại để cho nó thấm cái mặt bên kia nha. Và bây giờ thì một cái mà mình lưu ý dành cho những chị, những bạn nào đó ở xứ lạnh, đó là mùa này thì kho cá nó rất là hôi nhà. Do đó mình Khuyên đốt những cái ngọn nến lên, mình để gần cái bếp lò như thế này để cho nó hút bớt cái mùi. Mình Khuyên sẽ lần lượt cho những cái ngọn nến lên. Mình cũng có thể cho một cái ngọn nến nó có cái mùi thơm đó. Sau khi mình Khuyên đốt các cái ngọn nến này lên nè, rồi mình Khuyên sẽ làm tiếp một cái bước, đó là trong một cái chén ở đây. Đây là giấm mình Khuyên vẫn còn và mình Khuyên muốn châm thêm vào. Mình cho thêm giấm vào, mình để ở đây. Mình có thể để sát ở bên đây cũng được, hoặc là để bất cứ chỗ nào cũng được. Nhưng mà mình để gần ngọn nến để cho cái mùi giấm và cái hơi nóng của cái nến này nó đốt lên như thế này, thì nó làm cho cái mùi cá nó không còn bị hôi nhà, cũng như là mùi dầu ăn nó không hôi nhà. Và bây giờ thì mình tiếp tục kho cá ở đây. Sau 10 phút thì mình Khuyên sẽ quay trở lại nha. Và lưu ý, mình Khuyên muốn nhắc là khi mình kho cá, mình không kho lửa lớn mà mình kho lửa nhỏ. Mình kho riu riu như thế này thôi. Và kho từ từ thì gia vị nó mới ngấm vào bên trong cá. Bây giờ mình Khuyên tiếp tục kho nè. Đậy nắp lại 10 phút sau nha. Bây giờ thì được 10 phút rồi. Mình mở nắp ra và mình sẽ lật cá này nha. Mình lưu ý là mình cũng cẩn thận, mình không nên đảo mạnh quá thì nó nát, nhìn nó mất đẹp đi. Cái da cá nó trầy mình nhìn cũng không ngon nữa. Trừ khi nó bị trầy thì mình phải chịu, nhưng mà mình nên đảo cẩn thận. Rồi, bây giờ bên đây mình Khuyên cũng đảo tiếp. Cứ những tất cả những khứa cá còn lại mình sẽ đảo lại nè. Vẫn đậy nắp lại và mình sẽ kho tiếp tục ở đây. Sau 20 phút nữa thì cá này chín. Sau khi mình kho đủ giờ rồi, mình Khuyên mở nắp ra. Món này mình có thể cho hành, hoặc là tùy thích mình có thể cho thêm tiêu cho nó ngon nha. Tiêu mình cho vào nè.
Quyên để gần lại cho anh chị em và các bạn nhìn thấy cá kho của mình nè, ngon lắm. Và bây giờ đủ giờ rồi, mình Quyên tắt bếp luôn. Và bây giờ thì mình Quyên đã xong món cá nục kho cà chua như thế này. Nếu như anh chị em và các bạn thích làm món cá nục kho cà chua giống như mình Quyên, màu sắc đẹp vị vừa ăn, thì có thể vào bếp và làm nha. Bây giờ thì mình Quyên xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn trong các video kỳ tới. Bây giờ mình Quyên sẽ múc ra dĩa và mình dọn lên, mình sẽ ăn cùng với cơm nóng. Đây, màu sắc rất là đẹp luôn.